Ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca, xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân yên vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc, hoa mai đua sắc. Tết đến nơi rồi mà em vẫn chưa biết mua nick, mua vàng ở đâu giá tốt thì để Mị nói cho mà nghe. Anh em cần mua nick, mua vàng giá tốt thì anh em hãy truy cập ngay vào shopbimi.com của mình nhá. Hiện tại thì shop đã khuyến mại lạp thẻ cho anh em, chính là anh em sẽ lạp thẻ Viettel nhá. 100k anh em sẽ được 110k anh em ơi, 200k sẽ được 220k anh em nhá. Khuyến mại cực kỳ là hot cho anh em luôn. Ngoài ra hiện tại dịch vụ bán vàng đã nâng giá cho anh em là x5k anh em nhá. Với lại khuyến mại lạp thẻ nữa, đồng nghĩa với việc em sẽ mua được vàng với giá là x5k5 nhá. Ngoài ra tất cả các dịch vụ như là tìm đồ này, làm đệ, săn đệ tử đã giảm giá cho anh em thêm 30% nữa nha. Làm cực kỳ là nhanh luôn anh em ơi. Ngoài ra nick hiện tại thì đã giảm giá cho anh em thêm là 40% nhá. Nick 1 triệu bây giờ chỉ còn giá là 600k thôi anh em ơi, giảm trực tiếp rồi. Và bây giờ nick giảm giá cực kỳ là nhiều luôn cho anh em. Ngoài ra hiện tại nick sơ sinh đã cập nhật rất là nhiều, đủ 8 server cho anh em luôn nhá. Hiện tại thì đồ giá rẻ 7 server cho anh em tha hồ lựa chọn luôn. Đó, đồ gì cũng có luôn anh em ơi. Dưới này thì vòng quay để cập nhật liên tục, và hai vòng quay như là gift code này, vòng quay bộ ngọc rồng thì rất dễ là trúng anh em nhá. Ngoài ra dưới lâm đùm thì có cực kỳ là nhiều để cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Dưới này mục đưa top thì anh em có thể nhận được những phần quà cực hấp dẫn cho anh em cuối tháng nha. Và anh em là có nhu cầu thanh lý nick, thanh lý vàng thì em hãy liên hệ qua Zalo giúp mình 0364102993, gặp bé Minh 8 tuổi anh em nhá. Ok, và xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình vẫn là Vi Minh đây. Anh em ạ, thì hôm nay mình thấy khá là bất ngờ. Tại vì sau cái clip ăn Tết sớm của một thanh niên tìm đồ kia, hôm nay lại có một thanh niên nữa vừa mới được nghỉ do dịch Covid. Nhưng mà kiểu thanh niên này ăn Tết còn mạnh hơn thanh niên trước anh em ạ. Thật sự là bình thường những cái kèo nhỏ nhỏ thì mình không có quay video đâu. Nhưng mà kèo này nó lại đặc biệt ở chỗ thanh niên chơi lớn lắm anh em ạ. Thật sự là rất là chơi lớn ở trong cái kèo lần này. Vừa nãy ạ, câu chuyện nó như này. Vừa nãy là mình đang đi ngủ ạ. Bình thường là buổi tối kiểu vừa ăn cơm xong là mình kiểu hay có tính buồn ngủ. Đấy, thế là mình chợp mắt thế nào mình ngủ rồi. Đến gần 9 giờ tối hay là 10 hay là 11 giờ gì đấy, tự nhiên có một bạn mà đi nhắn cho mình. À không phải nhắn đâu, mà bạn gọi á. Bạn gọi cho mình vừa nãy xong, thế mà quên được. Đúng này, chán thật. Đấy, bạn gọi cho mình, vui giời, bạn gọi chắc phải 5-6 cuộc. Bạn bảo anh ấy dậy ngay đi trước khi quá muộn. Đấy, bạn lổ cho mình luôn cái kèo hôm nay sẽ là có một cái kèo chính là sẽ gọi là tìm xét sức mạnh tiềm năng 60% này, xét phản sát thương này, và kèm theo đó cái hot chính là kèm theo 2 bộ 1 sao anh em nhá. 2 bộ 1 sao quá là chất luôn anh em ạ. Đấy, đáng lẽ lúc đấy là mình đang ngủ là người ta gọi mình là mình bực rồi. Lúc đấy mình tính là mình pop chai coca, mình bảo đừng để anh nóng, hơi mệt. Nhưng mà anh em nào cần gạ kèo mình hoặc là thuê các thứ thì anh em có thể truy cập ngay vào cái shop viminh.com của mình nhá. Đây là cái shop của mình và hiện tại đang khuyến mại lạp thẻ anh em nhá. Đó, cho nên là tất cả mọi thứ rất là tuyệt vời anh em ạ. Đặc biệt là giá vàng bây giờ đã nâng cho anh em là x5k. Đó, khuyến mại lạp thẻ nữa thì đồng nghĩa với việc anh em sẽ mua vàng với giá gọi là x5k5 anh em nhá. Đó, tìm đồ đây. Đấy, ví dụ như anh em nào thấy mình ngủ quên á thì anh em có thể là vào đây anh em bấm ở đây để anh em tìm đồ nhá. Đấy, thì anh em cứ bấm vào thôi, thì khi nào mình tỉnh dậy thì mình tìm cho anh em. Nói chung là anh em gấp quá thì anh em cứ gọi cho mình. Đấy, đỡ phải mất công. Nhiều anh em bảo là chọn server kiểu gì thì anh em cứ bấm vào mục đồ nhá. Ví dụ muốn xét sức mạnh tiềm năng, anh em bấm vào đồ, anh em bấm thanh toán. Và ở phần này nó sẽ có phần điền tài khoản, mật khẩu và hành tinh ở đây. Đó, thì anh em có thể điền vào, khi có tiền thì mới thanh toán được nhá. Còn anh em không có tiền thì anh em vẫn bấm thanh toán được, nhưng mà không xác nhận thanh toán được, ok chưa? Và shop mình thì có 2 mục bán đồ, chính là mục đấy với lại mục này. Đồ này thì ở cái phần đồ giá rẻ này thì nó sẽ gọi là đồ có sẵn anh em nhá. Khi anh em mua thì anh em chỉ cần nhắn copet thôi. Đó, thì mình sẽ hỗ trợ giao dịch cho anh em luôn. Đó, anh em chỉ mất khoảng tầm 1 đến 2 phút là giao dịch thành công thôi. Nhiều lúc mình còn tặng cho anh em thêm vàng với lại các thứ nữa, rất là ok. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào mua gọi là... Thế là... Rồi, mình đã gọi là chuẩn bị khá là nhiều vàng ở đây rồi. Để mình có thể là đi triển khai cái gọi là mua đồ các thứ cho bạn ý anh em nhá. Đó, ok chưa anh em? Bây giờ thì cái đầu tiên của mình, bây giờ mình sẽ chuẩn bị gọi là...
Có khả năng là sẽ sắm cái gì trước em nhỉ? Lên sắm cái gì trước nhỉ? Tại vì bây giờ cũng khuya rồi cho nên là mình... À đây rồi, mình thấy là ở đây mình có sẵn set sức mạnh tiềm năng rồi anh em ạ. Thì bây giờ có thể là mình sẽ mua thêm một cái... có sẵn set sức mạnh tiềm năng rồi thì cũng... Ok đấy, cũng ok rồi. Bây giờ thì mình cần mua thêm cái gì nữa ta? Để mình suy nghĩ nào. Ok, rồi, bây giờ mình đã nghĩ ra rồi anh em ạ. Chắc bây giờ mình sẽ sắm luôn cho cái nick của bạn ý gọi là... À nhầm, không phải là sắm cho nick bạn ý mà bây giờ mình sẽ gọi là sắm luôn một set... À không, một bộ một sao trước em nhá. Đây, dương thì mình đã để đủ rồi anh em ạ. Đây, một sao, hai sao, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành gọi là sắm hai bộ một sao đầu tiên anh em nhá. Bây giờ mình sẽ chat thế giới để mình sắm nhá. Thì trung bình bây giờ một bộ một sao nó rơi vào khoảng tầm 70 thỏi vàng em nhá, 68 đến 79 thỏi vàng tầm đấy em ạ, khá là chát. 79 nhân 37 thì khoảng bao nhiêu là 2.9 tỷ anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chat thế giới để mua bộ một sao nhá. Mình sẽ chat thế giới này mua x2 bộ một sao, ai bán PM đó. Ok, a few moments later anh em ạ, thì đây mình vừa chat thế giới xong đúng không? Thì mình sẽ nhắn xem bạn đây có khá là nhiều anh em bán đấy, rất là phê, không biết là bao nhiêu tiền một bộ đây. Thì mình sẽ xem nào anh em nhá. Ok, chào idol, ok chào bạn nhá, chào bạn nhá. Ok, bán hai bộ một sao luôn này, thanh niên này có hai bộ luôn anh em ạ. Đây mình sẽ nhắn với bạn này, bạn này có một bộ nhưng mà mình sẽ nhắn với bạn hai bộ đầu tiên anh em nhá. Một bộ giá bao nhiêu? Đó, mình sẽ hỏi giá đầu tiên anh em nhá. Ngọc thì mình hết rồi anh em ạ, không có ngọc để bán đâu. Đó, nhớ anh em hỏi mua ngọc của mình thì chắc Tết thì có cơ. Mua. Ok. Để mình xem anh em thế nào anh em nhá. Ok, bây giờ cũng khá là khuya rồi, nhưng mình sẽ cố gắng gọi là sẽ mua cho bạn cái nick của bạn ý. Đấy. Để bạn ấy có một cái test gọi là sum vầy chơi game gọi là best đây là nhà luôn anh em ạ. Rất là ok luôn. Ok, nói chung là rất là tuyệt vời. Con nhà bà rời luôn. Ok anh em. Và bạn ấy đã nhắn cho mình là giá là 66 thỏi vàng trên một bộ anh em ạ. Thì ok, 66 x 2 thì là 132 thỏi. Ok, chốt. Ok, chốt. Được. Ngon rồi anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành di chuyển. Bạn hình như ngay cạnh mình đúng không? Ok, chốt anh em nhá. Sẽ mua luôn hai bộ này. Ok, quất luôn anh em nhá, 132. Ok, mình sẽ gọi là vừa cho bạn kia gọi là ăn Tết sớm. Thì bạn này thì nói chung là ra một cái giá như thế này thì có thể là đối với một số anh em có thể là cao hoặc là có một số anh em có thể thấp. Nhưng mà thôi, mình sẽ cứ giả đúng giá với bạn này anh em nhá. Ok, mình sẽ giao dịch thêm. Mình mua hai bộ mà. Hai bộ. Ok, mình chốt luôn hai bộ anh em nhé, hai bộ nhé. Hai bộ giá. Bây giờ mình thử gọi là trong thời gian này mình thử fix gọi là fix thử giá của thanh niên này xem thanh niên có giảm nhá. Mua hai bộ giá 130 được không? Được không bro? Giảm em xíu ăn Tết. Nếu mà thanh niên này không giảm thì không sao anh em ạ. Sao chạy rồi. Trời ơi, đùa mình á. Thế mà giảm cái chạy. Nhà anh. Đùa. Lừa vãi lời. Chắc bị ọp hay sao á. Chắc thanh niên như bấm nhầm sao. Đây rồi. Đây, bây giờ mình sẽ nhắn nghịch nhá. Hai bộ 130 được không? Trời, giảm một tí anh em ạ. Bao nhiêu? 131. Giảm cho mình một thỏi vàng à? Cũng được. Cũng được em ạ. Cũng được, nghe cũng có vẻ là hợp lý. Ok. 99 cộng với 32. Đó. Đấy, nhiều lúc anh em nếu mà mua bán ấy thì anh em cũng kiểu cũng thì anh em cũng kiểu giảm giá một tí. Đấy. Thì nếu họ kiểu vui thì họ có thể giảm cho mình một chút. Nói chung là giảm cái này thì không phải là ai cũng thế đâu. À không, có nghĩa là anh em lấy lợi ích của anh em, nếu anh em nói được thì người ta giảm cho, nếu mà không được thì thôi. Đấy, thì mình vẫn mua cái giá đấy. Đấy, hơn nhau ở cái mồm một tí anh em ạ. Đấy, được chưa? Ok, chốt. Được hai bộ anh em nhá, được hai bộ một sao rồi, rất là ngon. Hai bộ giá 131 thỏi vàng nhân với 37 thì là 4 tỷ anh em nhá.
4 tỷ em nhá. Đấy, 4 tỷ thì chúng ta sẽ được 2 bộ rồi. Ok, rất là ngon luôn anh em ơi. Đấy, thì bây giờ thì có thể mình sẽ giao dịch luôn hai cái bộ này cho cái nick của bản ý kia luôn nhá. Sau đó thì mình sẽ gọi là tiến hành là mua tiếp đồ cho bạn ý nhá. A few moments later. Mình sẽ tiến hành là qua bên rừng Karin anh em nhá, rừng Karin anh em nhá. Ok, nick của bạn ý thì đang ở rừng Karin. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là qua rừng Karin. À, đồ hoa cúc cũng không em nhá, để giao dịch với nick của bạn ý. Ok. Chốt kèo, hai bộ một sao nhá. Rất là ok luôn, đúng là đại gia ăn Tết sớm thì nó đúng chất chơi anh em ạ. Nhìn mà ham. Kể mình cũng được như người ta nhỉ anh em nhỉ? Kể mình cũng được như người ta nhỉ? Nghĩ mà ham, nhưng mà thôi, anh em ủng hộ mình rất là thích rồi. Đấy, cho nên anh em cần gì cứ ủng hộ mình nhá. Tìm đồ các thứ thì đều do mình làm hết. Nói chung là nhiều lúc thì nó có thể là hơi chậm một chút, nhưng mà dù sao mình vẫn gọi là vẫn ưu tiên cho anh em, gọi là làm cho anh em gọi là sớm nhất có thể anh em nhá. Ok chưa? Rồi, giao dịch cho nick của bạn ý rồi. Bây giờ thì mình sẽ sắm cho nick của bạn ý gọi là một set gọi là phả sát thương anh em nhá. Mua set phả sát thương xảy ra 60% và găng sức mạnh tiềm năng xây ra 15% bán PM. Đó, mấy cái set này nói chung là anh em lên gọi là tìm luôn. Đấy, tại vì từ giờ đến Tết thì chắc chắn sẽ có sự gãy thai. Với lại là giá vàng các thứ thì nó có thể là nó sẽ cao hơn một chút, cho nên là mua hơi khó. Cho nên anh em tận dụng thời gian này thì anh em lên thuê mình để mua anh em nhá. Đấy, còn anh em mà không thuê thì anh em để mua vàng ủng hộ mình cũng được. Đấy, anh em làm cái gì ủng hộ mình thì mình thấy vui rồi. Đấy. Ok, thì khi mà anh em chat thế giới này mà không có người ta bán á, thì anh em hãy làm theo cái cách này của mình. Khi mà anh em mua một cái giá mà người ta không bán ấy, thì anh em hãy mua theo cái giá cao hơn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ chat nhá. Mua set phả sát thương xây ra 60% giá bao nhiêu nhở, giá 50 triệu, tầm 400 triệu rồi. Với găng sức mạnh tiềm năng xây ra 15% giá 150 triệu, ai bán PM đó. Những cái này chất đồ trong game ấy anh em bình thường không mua được bằng một cái giá nào đó, thì anh em cứ mua bằng cái giá cao nhất có thể anh em nhá. Đó, anh em cứ cốt như của mình ấy, kiểu gì cũng thành công hết á. Đây là set phản sát thương anh em nhá, set 60% mua với giá 13 thỏi vàng, tương ứng với là 55 triệu anh em nhá. 13 nhân 37 cộng thêm 20 triệu nữa, đáng lẽ là 19 thôi, cho hẳn 20 anh em nhá. Đó, cho 20 triệu rồi. Bây giờ sẽ mua. Ok, có set rồi anh em nhá. Bây giờ mua thêm cái găng nữa là ok. Mua thêm cái găng tiềm năng nữa. Mua găng đây. Mua găng sức mạnh tiềm năng xây ra 60% à 15% giá 200 triệu. Bán vú nhẹ. Thì 200 triệu là có thể đập được cái găng đấy rồi anh em nhá. 200 triệu có thể đập được đấy. Không có ai gọi là bán thì chắc mình phải chơi chiêu tự đập thôi, đúng không anh em? A few moments later. Ok anh em, mình quyết định rồi. Bực cả mình thấy khổ anh em ạ, bực cả mình. Mua mãi không ai bán, 200 triệu không ai bán. Thôi, lần này chơi lớn luôn, sẽ đi tự đập anh em nhá. Đấy, cây nhà làm ra anh em ạ. Cây nhà làm ra, ok. Bây giờ sẽ đi đập ra sức mạnh tiềm năng em nhá. Ok, qua luôn đảo Kame, quất cho anh em xem này. Đấy, đập kiểu đập chay anh em xem luôn. Đấy, bây giờ bán thẻ vàng em nhá. Đấy, có hơn 30 triệu, anh em nghĩ lên được 3 sao, 30 triệu lên được 3 sao. Mua 30 triệu chắc kiểu gì cũng có người bán thôi, nhưng mà thôi. Bực cả mình rồi, bây giờ tự đập cho nó sướng em nhá. Ok, nâng cấp này. Ố, lỗi. Con số 2 đúng không? Đây, đập luôn anh em nhá. 5 triệu. Phát đầu còn xịt, bực cả mình. Xịt. Hai phát xịt. Đây, phát này chắc lên này. Găng này không được hết anh em ạ. Xịt liên tục kìa. Quá trưởng. À lên rồi. Lên luôn anh em ạ. hơn 100 triệu vàng anh em ạ. Được cái này tốn hơi tốn ngọc. Ok, ngon rồi. Giờ mua thêm Sapphire sức mạnh tiềm năng nữa anh em nhỉ. Mua 3 viên nữa.
mua X3 Safari sức mạnh tiềm năng giá 10 triệu. Ai bán TM. Ok, mua nữa giao dịch nữa là xong em nhá. Nói chung là được của nó. Ok. Ok anh em, vậy là mình đã gọi là có đầy đủ đồ các thứ ở đây rồi anh em ạ. Đó, thì dương của bạn ấy cần 8 ô cơ anh em ạ, 8 ô cơ, khá là ấy. Thì bây giờ mình sẽ gọi là qua bên nick của bạn này. Ok. Rồi, đây đây nick của bạn ấy nhá. Đây bây giờ mình sẽ giao dịch. Đây. Áo này. Quần này. Giày. Áo quần giày găng. Ok, tiếp tục. Là áo quần giày găng. Ok, còn 200 triệu thì thôi tặng lốt cho bạn ấy 200 triệu nhá. Kèo này thì khá là ngon. Ok, còn tặng lời cho bạn ấy ăn Tết sớm. Ok, đó. Xong. Xong, vậy là xong em nhá. Giờ sẽ cho anh em xem nick cầu ý đây. Đây. Đây, ok anh em nhá. Đây là cái nick của bạn ý nhá anh em nhá. Đây. Đây một bộ một sao với lại đồ các thứ thì mình chuyển gọi là full hết cho bạn ấy rồi. Ok. Thì mình làm thì làm cho chót tại vì lịch bạn ấy vừa lấy là đứng ở bên tháp đúng không? Đây, làm thì làm cho chót luôn anh em ạ. Giờ sẽ cho lịch bạn ấy quay lại tháp. Đó. Nói chung là mình làm hết trách nhiệm cho bạn ấy rồi đấy. Nói chung là ô sao kê hết rồi. Ok anh em. Đó, làm gọi là hết trách nhiệm luôn đấy. Đấy, làm kiểu nick đầu nó như nào thì để nguyên như thế anh em ạ. Được chưa? Rồi anh em nào cần thuê các thứ thì anh em thể truy cập ngay vào cái shop của mình chính là shopvimin.com để thuê ủng hộ mình nha. Cảm ơn em nhiều. Bây giờ có thể là clip mình sẽ tạm dừng đây thôi. Cảm ơn em đã xem clip tip của mình anh em nha. Bye bye anh em và hẹn em trong thời gian sớm nhất. Thuê gì ghé shopvimin ủng hộ nha. Bye bye anh em. Bye.